Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trong những ngày tới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến sức đề kháng của đàn vật nuôi. Đây là nguy cơ tiềm ẩn gây những dịch bệnh nguy hiểm cho đàn gia cầm như cúm AH5N1, H7N9, H10N8. Trước tình hình đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm. Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có trên 7 triệu con gia cầm. Để đảm bảo an toàn cho đàn gia cầm, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người chăn nuôi về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đặc biệt tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh của đàn gia cầm nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Đồng thời vận động các hộ chăn nuôi thường xuyên quét dọn, vệ sinh, tẩy uế chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi, phun thuốc sát trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi định kỳ 2 lần một tuần. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh, thì Chi cục Thú y đã tích cực tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào một số cái nội dung như sau: thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh và cái vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ chăn nuôi, đối với hộ giết mổ buôn bán động vật, sản phẩm động vật và các hộ tiêu dùng, để nâng cao cái nhận thức của họ trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thứ hai nữa là chỉ đạo các hệ thống thú y từ tỉnh đến cơ sở là tăng cường cái giám sát dịch bệnh đến thôn xóm, hộ chăn nuôi nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời trong những diện hẹp, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Thứ ba nữa là tổ chức tiêm phòng triệt để cho đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là tiêm phòng các cái đợt chính vào tháng 3, tháng 4 và tháng 9 và tháng 10. Trong đó chú trọng là tiêm phòng bổ sung cho đàn thủy cầm và đàn chó về bệnh dại trong các tháng, những tháng không phải là đợt chính, nhằm tạo ra cái miễn dịch khép kín trong năm. Thứ tư nữa là tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, đặc biệt là kiểm soát vận chuyển cái gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu để phòng chống cái bệnh cúm AH5N1 và các bệnh lây từ biên giới sang Việt Nam. Bên cạnh hướng dẫn của ngành nông nghiệp, người chăn nuôi trong tỉnh cũng đã nâng cao nhận thức về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm. Nhiều hộ đã chủ động mua bạt che chắn chuồng trại nhằm bảo vệ sức khỏe cho đàn gia cầm. Một số hộ tự mua hóa chất về phun khử trùng tiêu độc chuồng trại theo hướng dẫn của ngành thú y. Và thực hiện cái chỉ đạo của Đảng ủy ban về chiến dịch phòng chống gia cầm, với cương vị là bí thư bộ và trưởng ban các vật dân thôn, thì tôi đã chỉ đạo cho toàn bộ các đồng chí đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong thôn nghiêm túc thực hiện các cái triệt để các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Cụ thể là 100% các hộ đều tiêu trùng khử độc các cái khu vực chuồng trại. Cái thứ hai là các cái đàn gia súc gia cầm của các hộ đều được tiêm phòng 100%. Cái thứ ba đó là tuyên truyền vận động nhân dân, một là không ăn thịt cái gia cầm chết để mà đảm bảo là ngăn chặn được cái dịch từ giáp ranh ảnh hưởng đến cái chăn nuôi của bà con cũng như là lây lan ảnh hưởng sức khỏe con người. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành liên quan và chính quyền các địa phương, sự tích cực chủ động từ phía người dân, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên đàn gia cầm.